Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9, người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà phát hiện cá chết dạt vào bờ biển từ thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc đến thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng. Địa phương xác nhận các loại cá chết chủ yếu là cá mậu, cá trích, cá nóc, cá ve, vân vân. Ngay sau đó, xã Thịnh Lộc đã tổ chức lực lượng cùng với bà con nhân dân thu gom và đưa đi xử lý kịp thời để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường trên biển. Số lượng cá chết ước lượng khoảng 2 tấn. Các cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu cá chết đem đi xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân hiện tượng cá chết trôi dạt trên bờ biển Thịnh Lộc. Cũng ngay thời gian này, chính quyền xã Thịnh Lộc đã thu được một khúc đuôi sau cùng của lưới giã cào, đuôi cụt trôi dạt vào bờ biển nơi đây. Trong đó còn có hơn 100 kg cá nói trên đã bị chết. Hiện tại, khúc đuôi lưới này đang được xã Thịnh Lộc cất giữ. Theo như kinh nghiệm của ngư dân nơi đây, thì cá chết trôi dạt vào bờ có thể là do đánh bắt của tàu giã cào khi lưới của các tàu này bị rách hay bị đứt đuôi cụt. Cá trong lưới đã bị chết trôi ra và dạt vào bờ biển.